túi xách hay là giày dép bình thường thôi để hợp với lại cái mẫu này, thì là mình đã mang được các chị ha. Rồi bên em xem trên live ngày hôm nay chị có bao nhiêu các chị? 160.000 thôi các chị ơi. Hồi nãy giờ quên báo giá là 160.000 các chị, còn 169.000 dùm em nha. Rồi mẫu này là 169.000 các chị, comment liền cho em là C352 các chị nha. Rồi ok các chị nè, 169.000 C352 cộng kèm số thoại bên em chốt đơn nha. Tại vì hiện tại á, bên em báo lại nè, 169.000 là em chỉ nhận đơn trên livestream nha chị nào, mình đang giải livestream trực tiếp thôi. Hồi nãy giờ thì quên báo giá, nên là chị nào mới vừa vào live nhớ thì dùm em nha các chị nha. Đầm vừa mới cập bến tại Pháp luôn, mà giá thì chỉ có 169.000. Thì các chị chốt ngay và liền em đừng chờ đợi các chị nha. Chốt ngay và liền em đừng chờ đợi, tại vì khi mà các chị mình mua cái mẫu này, bình thường giá bán ra phải là 280 hoặc 260.000, nhưng mà trên live chỉ có 169.000 thôi. Và size SML đầy đủ, với lại form dáng basic đơn giản này thì chị nào cũng mang được. Và đặc biệt rất là dấu dáng cho em luôn. Mình có thể đi những cái buổi tiệc nhẹ nhàng nè, hay là chị nào mình thích kiểu là ở phong cách đơn giản thì các chị có thể lấy cho em những mẫu này. Đi làm vẫn đẹp, đi chơi, mang thoải mái đều ok dùm em hết luôn. Đây, đằng sau bên em không làm khóa kéo đằng sau, bên em làm cho mọi người là khóa một bên đó các chị, nên là khi mình mang cái mẫu này khá là thoải mái và nhẹ nhàng cho em ha. Không thích màu tím thì cứ chọn cho màu đen thôi. Màu đen huyền thoại cho mấy chị nè, do là cái màu đen thường là em lên livestream á thì sẽ bị chói đèn các mọi người, chói live nên là em sẽ chọn một cái tông màu tím này. Nhưng mà cứ yên tâm giúp em là cái màu đen này mang cũng rất là sang cho em nha. Rồi 169.000 thôi các chị ơi, mình đặt hàng thì đừng quên là mình chia sẻ like cho em về trang cá nhân hoặc hỗ trợ nhóm luôn nha các chị nha. Rồi, chị Kiều Hồ ơi, mình thấy cái nè. Rồi, em cho mọi người xem đằng sau nha. Bên em không làm khóa kéo đằng sau, nhưng mà được một cái là bên em làm khóa cho mọi người một bên eo á các chị, nên khi mình mang mẫu này rất là dấu dáng cho em luôn, đỡ bị độ cái khóa kéo các chị ha. Rồi, chị Kiều Hồ mình đã thấy trên nè, em vô lại cho các chị xem một lần nữa ha. Không biết là mọi người thấy cái màu đen rõ hay không. Yên tâm cho em chất liệu vải lụa chéo này nhé, bảo đảm với mấy chị luôn ha. Nếu mà những chị nào mình hay mua đầm, mua váy, mua đồ á, các chị cũng sẽ biết mà, đối với những cái sản phẩm này không ai bán mọi người 169.000 cả. Nếu như mọi người đã mua sale giá rẻ nhất rồi cũng phải là 199.000, hoặc là giá trung bình mặt bằng chung cho mọi người là 230 một đầm như thế này. Nhưng mà hiện tại thì rẻ mỗi ngày cho mọi người săn với mức giá chỉ có đâu như các chị 169.000 thôi. Nên là em khuyên là những chị nào mình đang theo dõi cái livestream trực tiếp này thì mình chốt ngay và liền trên mẫu đầm này, bảo đảm các chị không ở đâu có giá này hết. Em dám đảm bảo các chị luôn đây, từ chất liệu vải cho tới cái form dáng đường may mũi chị, các chị nhìn cho em ha. Và phần dây này á, nếu như bình thường các chị mua thì không có thể là mà rút được. Nếu 169.000 không ai làm cái dây rút cho mấy chị hết. Cái dây người ta làm để người ta cột luôn. Nhưng mà đối với sản phẩm C352 này á, bên em làm dây rút cho mấy chị ha. Điều chỉnh vào cái form dáng người, ai thích rút cao hơn mình thì rút cao hơn giùm em, hoặc thả lỏng ra giùm em một xíu để cho cái form dáng dễ mang hơn các chị nha. Rồi, mã là C352 các chị nha. Mã cho em là C352. Ngoài màu tím cứ chọn cho em là màu đen thôi. Ngoài màu tím mình cứ chọn cho em là màu đen thôi mấy chị. Đây, đẹp không ạ? Trời ơi, cực kỳ dễ mang cho em luôn. 169.000. Cái này nếu bình thường các chị mua phải là 230.000 là giá mà gọi là mặt bằng chung, là nếu mà sẽ bán cho mọi người là 230 và chưa bao gồm phí ship các chị. 230 chưa bao gồm phí ship nha. Nếu chị mua ít nhất thì em cũng phải là 260 đối với cái sản phẩm này nếu mà bao gồm ship luôn. Nhưng mà trên live chỉ có 169.000 thôi. 169.000 cho mẫu rầm này. Các chị có tin được không? Chất liệu vải nha, em dơ cộng cho mọi người xem luôn. Làm cái form dáng vải lụa chéo rất đẹp, chứ không phải là chọn những cái sản phẩm mà vải nó bị thô luôn mấy chị. Các chị nhận hàng có quyền kiểm tra trước cho em luôn. Trước khi mình nhận cái đầm này về, các chị kiểm tra trước cho em chất liệu vải có phải là mát, có phải mềm giống như em nói hay không. Được không? Giống mẫu mã các chị nhận cho em, còn không giống các chị không lấy luôn. Được không? Rồi, mẫu này thì xếp ly đằng sau lưng cho em nè. Bên đằng trước bên em làm cái form đắp chéo và kèm cái phần dây rút này, cứ rút tùy vào cái form dáng người của mình giúp em nha. Rồi, 169.000 không mấy chị ơi. Comment liền cho em mã nha, là C352, để cái số điện thoại của các chị trên cùng một dòng cho em luôn. Cú pháp đặt hàng rất là đơn giản cho em, và giá sale trên live thì chỉ có 169.000 không mấy chị nha. Rồi, C352, dạ, về size thì em sẽ có size SML mấy chị. Em sẽ có size cho mấy chị là SML nha mấy chị nha. Rồi, em có mang size là SML nè, ok chị Châu nhắn nè. Em nếu mà size M hả? Size M thì chị nào tầm dưới cho em là 53-54 cân đi. Size M tầm dưới 53-54 cân là các chị mang đẹp nhất cho em nha. Do là mẫu này em làm size cho mọi người là size S là dưới 48 cân thôi. Em này thì có 65 thôi mấy chị. Em này 65 thôi. Những cái sản phẩm đầm nào mà em 68 thì mới nhận đơn cho chị nào dưới 50 cân. Còn đối với mẫu này thì eo của mình 65 thì dưới 48 cân thì em làm ăn đẹp nha. Rồi size M, dạ vừa nha chị Mỹ Hậu nha, yên tâm cho em đi. Tại vì size L bên nhà em làm em tới 70-72 lận, nên là mình cứ yên tâm chị, mình chốt đơn hàng nha mấy chị nha. Đây,